Chào mọi người, tôi là Lê Danh. Hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người một miếng đất vườn tọa lạc tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Với diện tích là 1.000 m, mà đo thực tế là 1.001. Đây là đường nhựa nông thôn, hai xe tránh nhau thoải mái, dân cư ta ở sát bên nè. Đó, đất của mình đây, từ cái ranh này dài qua đây có rào lưới B40 hết rồi nè. Mọi người coi cho nhớ theo dõi kỹ cái video này nha. Đó, tới đây là 16 m, trong sổ thì không có nhưng thực tế là tới 16 m tới đây luôn, ta rào hết rồi nè. Ở đây là có cái đường 3 m đi vô đất người ta. Bên hông mình còn có rào luôn nè. Diện tích của mình là 1.000 m nhưng đo thực tế là 1.001. Chạy dài có view suối, có trái cây. Dạ 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 dạ. Đó, đất của mình đó là hướng Tây, chỉ cách quốc lộ 56 hơn 1.5 cây số thôi. Tôi nói chính xác luôn, khoảng 1.7 cây số là vô tới đất mình. Đó, dân người ta ở dài hết, đường dây cột điện nè, dài hết. Đường này thông hết nha, thông qua khu du lịch Bầu Sen của khu du lịch sinh thái luôn. Đó, đất của mình á đo đạt lại là hơn một sào, hơn 1.000 m. Mà mặt tiền của mình nè, dân ta ở sát bên luôn, ở dài dài dài, nó cách nhau chừng một miếng 100-200 m là có. Đó là miền bên hông này nè, đúng y trong sổ luôn. Cái mặt tiền nó hơi có gãy khúc một chút xíu, vô tới đây khoảng chừng 10 mấy m là nó quẹo qua đây nha, quẹo qua đây đi vô rồi mới đầu nó mới thẳng. Rồi bây giờ tôi tiến dần vô đất cho mọi người coi. Đất tiêu thiệt là tốt luôn, có trái cây nữa nha, có view suối luôn. Đó, từ ở ngoài đó, cái đường này là đường riêng của người ta rào rồi, chủ nhà rào tới đây rồi, khoảng 90 m gì đó là quẹo vô đây, tới đây cái cọc này nè. Rồi chạy thẳng xuống, chạy thẳng xuống sát suối luôn. Rồi bây giờ tôi tiến dần vô đất cho mọi người coi. Đây, đất thiệt là tốt, tiêu tốt thiệt là luôn. Hơi thấp hơn đường khoảng chừng mấy chục phân thôi. Đây, măng cục của mình đây, mọi người thấy chưa? Cây măng cục này là phải trên chục năm rồi nó mới được như vậy. Măng cục rất là khó trồng. Rồi tiến dần vô. Đó, cái ranh của mình từ bên này đi qua kia, mình mua thì người ta sẽ cắm cọc rồi cho rõ ràng. Đó, măng cục của mình nữa nè, măng cục rất là to luôn rồi. Trồng được cây măng cục như thế này á là phải trên 10 năm. Măng cục nó rất là chậm, mà bây giờ là cỡ này là đã có ăn hết rồi, có chuối đó. Mọi người thấy măng cục không, quá to luôn. Còn tiêu thì thiệt là tốt. Đây măng cục đây. Đó, cây măng cục nè, đất sạch sẽ, họ làm rất là sạch sẽ luôn. Măng cục, chuối với một số sầu riêng. Đó, tới đây là cái ranh mình nè, rõ ràng không? Có điện nước, giếng đồ riêng hết rồi nha mọi người. Đó, chạy thẳng lên, như tôi đã nói đó, chạy thẳng lên, nó có quẹo qua chỗ này đi ra. Đó, cái mặt tiền nó hơi rộng hơn đằng sau nha, mà khoảng 10 mấy mét.
còn bên này là nó cũng chạy thẳng xuống suối luôn. Chút nữa tôi sẽ đi xuống suối cho mọi người coi. Là người ta cho có xuống cho một ít sầu riêng, sầu riêng tơ. Đây măng cục nữa. Nè, đó. Mọi người thấy măng cục không? Họ làm vườn họ giữ sạch sẽ. Măng cục, chuối, sầu riêng. À, măng cục nữa nè. Đó, măng cục to to không? Măng cục này là tháng 5, tháng 6 mọi người về là ok luôn. Nè, cái sầu riêng nè, họ mới xuống nè. Đây cũng chắc cũng được năm mấy rồi. Đây là cọc này nè, đó, rồi làm thẳng xuống. Dưới sát suối cũng có măng cục nha, mít nữa nè. Nói chung là ranh giới rõ ràng. À, có một cây bơ nữa. Bơ, măng cục, mít. Rồi bây giờ tôi đã xuống giáp suối. Giáp suối mình họ có trồng dừa. Có cây dừa đây. Đó là cái phần giáp suối này nó hơi gãy chút xíu nha. Chỗ từ cây qua khỏi cây măng cục á là bắt đầu nó hơi gãy xuống. Tại giáp suối mà mọi người. Đây tôi đang tiến dần cái suối rồi. Mọi người nghe, nghe nước róc rách không? Suối chảy quanh năm luôn mọi người. Đây suối, suối của mình đây. Đó, cuối đất của mình đây, suối đây. Nước trong vắt luôn. Đó là giá suối của mình đó. Mọi người thấy chưa? À, bây giờ tôi tiến lên dần lại đất của mình cho mọi người thấy rõ ràng. Ở dưới này thì nó hơi có cỏ nhiều chút nhưng không sao, ráng quay cho mọi người coi. Ở dưới này họ có trồng sát suối, họ có trồng dừa với lại mít. Ở chỗ này thì nó hơi bị gãy chút xíu nha, ở giáp suối thì nó hơi bị gãy chút xíu. Lên đó, đó từ đây nè, từ đây nè nó hơi gãy gãy đó, lên tới đây là nó bằng là liền lên sạch sẽ. Chỉ có khúc chỗ kia là nó hơi gãy xuống cái suối. Cái bơ này là có trái rồi nha. Dưới mình chứ dưới giáp suối cũng có cây me nữa nè. Còn đây là mít, mít của mình đây. Đất của mình rất gần quốc lộ 56. Diện tích này là 1.100. Đất này thì chưa có thổ cư nhưng mà phủ hồng rồi nghe mọi người. Ranh giới rõ ràng hết. Mình mua thì họ sẽ kéo dây căng cho mình rõ ràng luôn. Họ bán với cái giá là 800 triệu. Đó. Đây giếng này của mình đây. Đây giếng này của mình đây. Nước tầm quanh năm đó, có điện đốm đồ đàng hoàng hết đó. Bây giờ tôi đã trở ra ngoài đường lại rồi, mọi người thấy hình dung không? Đường dây điện là đồng hồ điện nè, đi vô hết rồi. Đường này là thông qua khu du lịch Bầu Sen của Sà Bang nha mọi người. Đây đất của mình tôi đã nói rõ rồi đó. Từ đây qua đó rào hết rồi. Có bên trong thì họ chưa có rào nhưng mà có cọc hết. Họ mình mua được rồi mình về mình rào lại đó. Mọi người thấy không, đất nè của mình nè tiêu thiệt là tốt. Trong này có một số trái cây, măng cục, sầu riêng, bơ, mít đó. Mặt tiền của mình là khoảng 16 mét đó, dân cư người ta ở rồi. Mọi người thấy không, hai bên đất mình đều có nhà hết, mình mua được mình về mình gửi gắm. Đằng kia có nhà, dân người ta ở một dài hết. Còn tôi cũng nói trước cho mọi người biết luôn là cái lô này sẽ quy hoạch làm khu tái định cư của xã Sà Bang.
từ đây tới cuối năm sẽ thanh lý, thì miếng đất này sẽ trống trải ra, bên kia là dân ở kìa, mọi người thấy không, dân ta ở kìa, đó, nhà cửa dân ta ở kìa, thì rất là đẹp luôn. Còn đường này thì hai xe tránh nhau thoải mái, đất mình là hướng Tây, bên này cũng có nhà mà hàng xóm luôn, đất mình chính giữa, quá đẹp, có view suối, diện tích là 1.100, đất Phủ Hồng, mình về mình muốn cất nhà vậy đó, mình xin lên thổ cư hay mình để đó, với giá bán là đúng 800 triệu, chỉ có lưu chủ lộc thôi. Đó, tôi muốn nói rõ cho mọi người biết rồi đó, cái lô này là sẽ thanh lý, sẽ làm khu tái định cư của xã Sà Bang. Đó, dân ta ở bên dài bên kia, bên này thì ta ở dài hai bên đường này, chỉ cách quốc lộ hơn 1 cây số thôi. Bây giờ tôi chạy ra đường cho mọi người coi nha. Miếng đất rất là đẹp luôn, đây là đất đỏ Ba Giang nha mọi người. Đất ở vùng này thì trồng trái cây nó không có chê đâu được. Mọi người mà đi đây, đây là đường nhà nước nha, các bản hiệu giao thông được hết nha. Đường này là đã sắp sửa làm lại cho dân rồi, mọi người về đây hỏi dân cư chung quanh đây là biết liền. Tôi nói là chính xác. Đây bản hiệu giao thông. Nhà cửa nè. Đường này là hai xe đánh nhau thoải mái rồi. Quốc lộ 56. Đây là quốc lộ 56 đây mọi người. Đó. Đất mình chỉ cách quốc lộ 56 này đúng 1 km 8. Tôi nói chính xác luôn. Đường này là về thành phố Long Khánh, tới đây sẽ có cái đường Bào Cạn quẹo về thành phố Hồ Chí Minh. Có đường Bào Cạn này, mọi người thành phố Hồ Chí Minh ra là đi cái đường Bào Cạn này ra đây nè. Là quẹo tới đây, là quẹo vô là tới liền. Còn đường này á là về thành phố Bà Rịa, thị trấn Kim Long, chợ Đức Hiệp. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người mà ai quan tâm tới miếng đất này, điện thoại cho cháu Dư sẽ nói vị trí cụ thể hơn. Cảm ơn mọi người. Rồi chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư đây. À, nãy giờ chú Bảy Lê Danh có quay cho mọi người xem một cái miếng đất vườn trái cây cũng khá là ok ha. À, bây giờ mình cho cả nhà mình xem cái sổ hồng của miếng đất này. Đây, tờ sổ địa chỉ xã Sà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. À, diện tích là trên sổ là 1.000 m², nhưng mà đo đạt thực tế là 1.100 ha, hơn 1.100 nha. Hiện tại là toàn bộ đất trồng cây lâu năm và chưa có thổ cư. À, tuy nhiên thì ở đây thì Phủ Hồng quy hoạch toàn bộ là đất ở nông thôn. Cho nên á là mình có thể là mình lên thổ cư, xin thổ cư được cho mọi người. Đây, đây là hình dáng miếng đất mình. Thì đây buông trên sổ á thì mặt tiền mình á đây chỉ có 11 mét thôi.
Nhưng mà đây thì chú Bảy là chú Bảy có quay rõ mọi người xem á, là một tiệm mà tới 16 mét lận là nó bự ra như vậy. Xong rồi gấp vô này đó, được khoảng dài vô khoảng chừng 90 mét gì đó, xong rồi gấp vô vậy ngang vậy, nó dạng như là cái hình cái rìu gì đó. Tại vì này cái lưỡi rìu nè, ở đây thẳng ra, tức là cái đầu mặt tiền mình nó giống vậy, như là cái đầu nó bự ra á, bự ra 9 mét thì nó gom lại đi thẳng vô. Đó, thì chính vì lý do đó mà tại sao đất mình thực tế đo đạt là được một sào mốt, hơn một sào mốt nha mọi người. Đó, nói chung là đất thì cũng vuông vức thôi. Đó, đường xá hiện rõ, đây có suối luôn ha, suối chảy quanh năm luôn, nói chung là rất là ok luôn. Đất mà giá mềm mà vậy, nhưng mà có đầy đủ hết ha, dân cư đường xá rồi ha, suối rồi trái cây rồi lên thổ cư được nữa. Đó, nói chung là gần quốc lộ nữa, nói chung là vậy là quá ok rồi. À, còn bây giờ thì mình cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để mọi người dễ dàng hình dung ha. Đó, thì cái đất mình á, nó nằm gần giáp ranh với lại bên Đồng Nai nha mọi người. Đây, con đường này là con đường giáp ranh giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu nè. Thì đặc biệt là rất là gần quốc lộ 56 ha. Đây, tính đường chim bay là nó chỉ khoảng chừng một cây số thôi. Nhưng mà tất nhiên là mình không có đi đường chim bay được rồi, thì mình đi đường đây, vòng vào đây. Thì là khoảng hơn một cây số rưỡi. Đó. Nhưng mà có một điều đặc biệt nữa là đất mình á, nó ngay cái đường bầu cạn luôn. Đây, vừa ra đường quốc lộ 56 mình chạy lên xíu ở đây đường bầu cạn ha. Cái đường bầu cạn này là mình nói rất là nhiều rồi. Đường bầu cạn là cái đường nó đâm thẳng từ quốc lộ 56 đây, đâm thẳng ra luôn quốc lộ 51 luôn, có đi ngang qua sân bay Long Thành luôn. Đây sân bay Long Thành nè, đâm thẳng ra quốc lộ 51 nè, xong mình đi về cao tốc, đi về thành phố Hồ Chí Minh nè. Cho nên á là cái đất này thì đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là gần, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng đâu đó là hơn 65 cây thôi, đi chừng 1 tiếng rưỡi ha, chưa tới tiếng rưỡi nếu đi cao tốc. Đó, cực kỳ gần luôn. Và tự nhiên là đất này cũng rất là gần sân bay nha. Đây, đâm thẳng một cái tới sân bay nè, cách sân bay chỉ chừng hai mấy cây số thôi. Đó, vị trí thì quá đẹp rồi đúng không? Ở đây đi biển thì khoảng 45 cây. Đó. Rồi, thì về vị trí thì anh chị của chú mình đã dễ dàng hình dung rồi ha. Rất là dễ, nói chung là rất là dễ nhận biết luôn. Đó, vị trí thì quá đẹp. Thì mình xin nhắc lại cái giá chủ đưa ra là 800 triệu. 800 triệu giá này thì gần như là không tương lượng, chỉ có bớt cái lọc gia chủ thôi. Cho nên anh chị của chú mình thiện chí thì cứ xuống xem. Thật sự là mình thấy là đất này cái giá này rất là hợp lý rồi. Tại vì đất thì đẹp nè, vườn trái cây bằng phẳng, có view suối, vô khu dân cư mà đường xá như thế này, thì cái giá 800 triệu là rất là phù hợp cho những anh chị của chú nào mà có cái tài chính mà vừa vừa ít tiền á, tức là dưới 1 tỷ á, mà muốn có một cái miếng đất vườn để mà để dành đầu tư, hoặc là để dành để mà sau này mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng gì đó, thì đều ok hết. Đó. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm thì cứ alo cho mình ha, số điện thoại mình là 0933230243. Còn nếu như ai có nhu cầu mà muốn quay bán đất vườn, nhà vườn gì đó thì cứ alo cho mình luôn, mình sẽ hỗ trợ tay quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi, mình xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Chào mọi người.